tích thứ tám trộm áo nhà vua vào đời quá khứ có một kẻ sơn giả ăn cắp đồ vật trong quốc khố của nhà vua rồi chạy rất xa để trốn lúc bấy giờ nhà vua sai người truy bắt tên trộm ở khắp nơi cuối cùng hắn bị bắt và dẫn tới trước nhà vua nhà vua liền cáo buộc rằng ngươi từ đâu mà có được những y phục này kẻ sơn giả tâu rằng dạ những y phục này là của ông nội tiện dân để lại nhà vua ra lệnh cho tên trộm mặc vào để chứng minh nhưng bởi không phải là quần áo của mình nên kẻ sơn giả không biết phải mặc như thế nào hắn xỏ hai tay vào chỗ của hai chân còn phần lưng thì lại phủ lên đầu khi thấy tên trộm như thế nhà vua triệu tập quần thần để cùng luận nghị về việc này sau đó nhà vua phán rằng nếu những y phục này là của ông nội ngươi để lại thì ngươi tất sẽ biết mặt làm sao tại sao ngươi mặc chúng một cách lộn xộn như vậy? Bởi ngươi không biết cách mặc, chắc chắn rằng đó không phải là y phục của ngươi, mà là y phục đã ăn cắp về. Ở trong thí dụ này, nhà vua được ví như Phật. Y phục quý báu thì ví như Pháp. Còn kẻ sơn giả ngu si thì cũng như có hàng ngoại đạo nghe trộm Phật Pháp, rồi dùng như là của mình. Bởi họ đã không nghe trọn vẹn theo thứ tự nên chẳng thể thấu hiểu Phật Pháp họ điên đảo mê muội và không biết pháp tướng đây cũng như kẻ sơn giả kia tuy trộm được y phục quý báu của vua nhưng không biết thứ tự để mặc vào kết quả là hắn mặc chúng với một cách loạn xạ